Kính thưa quý vị, 18 di dân chết chìm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, tin từ Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan thông tấn Dogen cho biết, 18 người trong đó có 10 trẻ em đã chết sau khi một chiếc thuyền chở di dân Hy Lạp bị chìm ngoài khơi bờ biển thị trấn Bodrum trong ngày hôm nay. Ngư dân đã báo cho lực lượng biên phòng khi họ nghe tiếng la hét của di dân khi chiếc thuyền gỗ bị lật cách bờ biển thị trấn Bodrum khoảng 3.5 cây số. Di dân trên thuyền là người Iraq, Syria và Pakistan. Cơ quan thông tấn Dogen cho biết, có 14 người đã được cứu đưa đến bệnh viện, nhiều người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Gần 600 người di dân đã chết ở đồng địa Trung Hải trong năm nay. Khoảng 500.000 người tị nạn Syria đã băng qua Thổ Nhĩ Kỳ để vượt biển đến Hy Lạp trong năm nay. Mặc dù thời tiết mùa đông, biển động, làn sóng di dân cũng không giảm. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp ước với Liên Âu trong ngày 29 tháng 11 để ngăn chặn người di dân. Đổi lại, Liên Âu giúp Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ euro để Ankara cưu mang 2.2 triệu người Syria tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, phục hồi lại các cuộc đàm phán để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Âu.